Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 131. Đề bài là xét các mệnh đề sau. Chúng ta có 4 mệnh đề 1, 2, 3, 4 như thế này đúng không ạ? Những mệnh đề nào là sai? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D dưới đây. Các bạn có câu A chỉ có mệnh đề 1 sai, câu B chỉ có mệnh đề 2 sai, câu C các mệnh đề 1 và 4 sai, câu D không có mệnh đề nào sai. Thế thì ở đây các bạn sẽ nhớ về công thức khai triển. Đó là gì các bạn nhỉ? Đó là căn bậc 2 của A nhân B ấy, thì bao giờ nó cũng là gì nhỉ? Căn bậc 2 của A nhân B thì chúng ta sẽ viết bằng căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B trong trường hợp AB là các số không âm. Thế thì với cái trường hợp mệnh đề 1 ấy, thì ở đây căn của trừ 4 là âm đúng không ạ? Căn của trừ 5 cũng là âm. Vậy chứng tỏ mệnh đề 1 là sai đúng không các bạn? Vậy nhìn vào các đáp án này thì chúng ta sẽ loại ngay được đáp án B và đáp án D. Bởi vì chắc chắn là cái mệnh đề 1 sai rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ phân vân giữa hai phương án A và C. Thì các bạn sẽ xét xem mệnh đề 4 có sai hay không. Thì các bạn lưu ý cho cô là căn bậc 2 của 100 ấy, thì nó bằng 10 đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có là gì ạ? Căn bậc 2 của A bình phương. Thì các bạn nhớ là chúng ta sử dụng công thức là căn bậc 2 của A bình phương thì nó sẽ bằng trị đối của A. Nó bằng A khi A lớn bằng 0 và bằng đối của A khi A nhỏ hơn 0. Vậy đây chúng ta chọn căn bậc 2 của 100 chính là bằng 10. Vậy câu 4 của chúng ta, mệnh đề 4 của chúng ta cũng sai đúng không ạ? Vậy chung quy lại chúng ta chọn đáp án nào ạ? Đáp án C, các mệnh đề 1 và 4 là sai. Vậy cô và các bạn đã trả lời xong bài tập số 1 sách giáo khoa trang 131.